Hello các bài thủ, chào mừng đến với nhà cũ, mình là Bảy Bình Bông. Trong video hôm nay chúng ta sẽ cùng nói đến tất cả mọi thứ của cái game đấu bài. Đấy, và điển hình đó là tôi sẽ chia sẻ một cái bộ bài mà giúp cho các bạn gần như là chiến thắng và dễ dàng giành được những cái thành tựu trong cái game như thế này nhá. Đầu tiên là cái bộ bài, đầu tiên ấy, để nhận được cái này thì các bạn cần phải làm một cái nhiệm vụ có liên quan đến quán rượu đuôi mèo. Cái này thì bắt buộc rồi. Và sau khi mà các bạn làm nhiệm vụ xong thì được Diona sẽ giới thiệu cho các bạn cách để các bạn chơi. Và sau khi giới thiệu xong ấy, thì các bạn sẽ có một cái vật phẩm, nó có tên là đây, nó là cái hộp bài thần bí. Và trong hộp bài thần bí này thì các bạn sẽ có bộ bài của mình là một này. Thứ hai là các bạn sẽ có cái tìm bài thủ ở đây. Đó, ok chưa? Thì tất cả bài thủ đấy tôi đã khiêu chiến xong rồi, tôi nghĩ các bạn cũng đã khiêu chiến xong. Sau khi mà các bạn khiêu chiến xong tất cả mọi thứ thì các bạn sẽ có những cái số tiền đầu tiên để các bạn khởi nghiệp. Và các bạn sẽ vào trong cái con bé, trong con mèo màu đen ở quán rượu đuôi mèo ấy. Các bạn ấn vào cái phần là mua đồ ở trong này. Thì cái lời khuyên cơ bản ở đây là các bạn lên đẩy một chút. Các bạn trong cái chỗ mua đồ thì các bạn lên để ý đến cái loại thẻ hỗ trợ. Đây, thì đầu tiên đó là cái loại thẻ mà có thể giúp cho các bạn, đây, thẻ sự kiện chứ. Đây, các bạn mua mắc hai cái lá này. Đây là hai cái lá mà các bạn cần mua này. Rồi là đến những cái lá ở dưới này. Các bạn thấy tôi mua cái gì thì các bạn cứ mua cái đấy. Và cuối cùng là thẻ trang bị thì hiện tại tôi vẫn chưa có động chạm gì đến thẻ trang bị ở trong này bởi vì tôi thấy nó chưa có ổn áp cho lắm. Ok chưa? Rồi, tiếp theo là phần mua đạo cụ. Đạo cụ ở đây thì ngày hôm nay các bạn đã có thể là mua được, chắc là trong tuần này ấy, thì các bạn đã mua được là một cái thư mời quyết đấu rồi. Cái này bắt buộc nhá, các bạn ưu tiên là mua cái thư mời này trước. Cái mặt lưng bài thì nó đơn giản hơn, các bạn chỉ cần là vào dùng các vật phẩm như là hoa lan máu này, bách hợp lưu ly này, băng vụ hoa này, hỏa liệt hoa này, pha lê điện này, hoa Cecilia này, miếng tử tinh này, miếng ma tinh này, mảnh pha lê này, và cái cùng là bộ công anh để các bạn có thể đổi được cái mặt sau của mặt bài. Đó, và cuối cùng đó là những cái mặt bài kỳ ảo, tức là những cái hình nền động animation cho mặt bài của các bạn ấy. Cái này thì đến khi mà các bạn gần như là các bạn sưu tập hết tất cả các loại thẻ nhân vật rồi thì các bạn hãy nên sử dụng cái này, bởi vì 4.000 tiền mà. Đấy, đây là rất nhiều những mặt thẻ animation khác nhau. Đấy, ok chưa? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đến với cả cái mục tiêu đầu tiên, đó là các bạn sẽ có một cái bộ bài, tôi sẽ chia sẻ các bạn một cái bộ bài để các bạn dễ chơi nhất, ok nhất trong mọi trường hợp. Bộ bài này thì nó sẽ có, ở nó bên này chứ nhỉ? Đây, bộ bài này của chúng ta nó sẽ có một style, đó là style 2 hỏa 1 băng. Với cái phản ứng băng hỏa thì các bạn sẽ được nhân cái sát thương khi mà các bạn gây đam. Và trong này đam chính của chúng ta không phải là Deluxe, mà đam chính của chúng ta là Bennett. Đấy, và cái bộ bài của tôi gồm có 30 lá và 3 lá nhân vật Deluxe, Bennett và Ganyu. Ganyu thì nó sẽ có cái khả năng giảm sát thương của các bạn. Deluxe thì có thể là ít sát thương bằng cái nộ rất là mạnh. Và Bennett thì cũng có khả năng vừa hồi máu vừa gây sát thương và cực kỳ lớn luôn các bạn. Rồi, còn đây là 30 lá của tôi thì các bạn có thể là sao chép lại. Các bạn lưu ý nhá, các bạn đừng mua hai cái lá thẻ này nhá. Các bạn mua hai lá này này, hai lá thánh đường này, đó, mua hai cái lá này nhá, đừng mua như tôi là tôi mua nhầm hai cái lá này, nó hơi dở người. Các bạn nên mua hai lá này này, đó. Rồi ngoài ra thì những cái lá khác các bạn nên lưu ý này, chúng ta có một loạt đây, các bạn có thể pau màn hình lại để mua y như bảy tôi nhá, mua y như bảy tôi. Có một số lá bảy tôi cho thêm vào để đủ 30 lá thôi, thực tế là tôi đang muốn mua thứ nhất là lá Timmy, thứ hai là cái lá lá rút bài đâu nhỉ? Đây, lá rút bài các bạn nên có hai cái nhá. Cái lá này này, hai cái nhá. Đấy là những cái lưu ý dành cho các bạn. Ngoài ra cái bộ thánh di vật ấy thì các bạn nên nâng lên cấp 2, cũng như là cái món vũ khí 5 sao ấy, thì ở trong này là cái kiếm 5 sao, kiếm đơn ấy, thì các bạn nên dùng cho Bennett. Đấy là cái các bạn cần lưu ý. Hiện tại là tiền không có nên là tôi mới chỉ dùng cái bộ bài cơ bản như này thôi, nhưng mà nó dễ dàng giúp bạn clear map. Vậy thì làm sao các bạn để có Bennett, làm sao để các bạn có được Ganyu? Bằng cách là các bạn sẽ ấn vào cái bảng đằng sau này này. Đây, cái bảng đằng sau này, và nó sẽ có là mời đồng hành. Trong này thì các bạn sẽ dùng cái thư mời của mình. Tuần này chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 cái thư mời. Các bạn sẽ mời những nhân vật mà các bạn mong muốn. Thì ở đây tôi mời là có Bennett, Diona và Ganyu. Thì sau quá trình sử dụng thì tôi phát hiện ra một điều á, đó là Bennett là một trong những nhân vật mà gần như là best choice luôn trong cái trò này. Vừa hồi máu vừa búp đam, mỗi lần đam đánh là 7 đam các bạn, mạnh cực kỳ luôn. X đam của hệ băng ấy nữa còn mạnh hơn nữa. Rồi là Ganyu nữa, có khả năng giảm sát thương các bạn. Cái kỹ năng của Ganyu có khả năng giảm sát thương trong vòng 2 vòng. Quá ngon luôn.
thì đây là hai nhân vật mà các bạn nên có. Còn Deluxe cho vào để tôi lấy cái hiệu ứng hai hỏa các bạn ạ. Hai hỏa ở đây là hiệu ứng hai hỏa của bộ gì? Bộ thánh di vật. Đây, hiệu ứng hai hỏa của bộ thánh di vật, tức là sát thương các bạn gây ra sẽ được cộng 3 nữa. Các bạn một lần đánh các bạn có thể lên được 11 dam, 12 dam, gần như là clear hết một máu, thanh máu của một lá bài rồi đấy. Thì đây là một trong những cái mà các bạn nên lưu ý nhá. Phải có hai hỏa thì các bạn mới dùng được cái lá này. Rồi, tiếp theo nữa. Trong cái mục mà các bạn đánh đồng hành thì nó sẽ có những cái lá bài. Lá bài nó sẽ búp đam cho một cái nhân vật. À không phải, nó sẽ giống kiểu một cái kỹ năng của một nhân vật ấy. Đây, chính là cái lá này. Đó, rồi lá của Bennett này. Cái lá của Bennett các bạn lên sử dụng nhá. Nhớ nhá, các bạn lên sử dụng cái lá của Bennett ưu tiên trước, sau đấy là các bạn đến lá của Ganyu. Lá Ganyu thì lá cấp băng. Các bạn sẽ có cái khả năng cấp băng của mỗi một turn thì các bạn đều có thể là cấp băng cho toàn bộ kẻ địch. Và Bennett chỉ cần đập vào băng ấy thôi thì chúng ta sẽ có cái phản ứng, đó là phản ứng tan chảy, bùm phát x đam luôn, ngon cực kỳ luôn. Nhớ nhá, đây là hai cái lá các bạn lưu ý. Cái lá của Bennett, à của Deluxe tôi cho vào để lấy thêm thôi, lấy thêm cái hiệu ứng thôi, chứ thực tế tôi cũng ít dùng cái lá này lắm. Ngoài ra thì các bạn thay cái mặt lưng thẻ bài kiểu gì và các bạn có thể là đổi cái giao diện như thế nào thì trong cái phần bộ bài ấy, các bạn có cái dấu ba chấm ở đây này, nó có phần là thay mặt lưng của thẻ bài này. Đấy, thì các bạn có thể lựa chọn thẻ bài mà các bạn thích. Tôi thích màu đỏ nên là tôi để màu đỏ. Hộp bài thì chúng ta có 3 loại, đó là Manstat, Liyue, Inazuma và Sumeru. Cái này thì nó sẽ đạt từng cái cấp độ nhất định thì các bạn có thể mở được những cái mặt lưng, à nhầm, cái màn thi đấu bài của các bạn. Tôi thích cái màn ở bên Inazuma, nhìn nó tranh xả hơn. Rồi, còn những cái khác nữa, như là các bạn có thể là xếp nhiều bộ khác nhau. Ví dụ như bộ này của các bạn là bộ hai hỏa một băng đúng không? Còn tiếp theo là bộ của Kea. Dành cho bạn nào không biết thì Kea là một trong những cái bộ mà siêu đẹp luôn. Đây, cái bộ Kea. Kea có một cái kỹ năng đó là dùng E có thể hồi được 2 máu. Thì Kea cũng là một cái đam chính. Nếu mà các bạn chưa có Ganyu thì Kea là một đam chính mà các bạn lên đi dùng, đi cùng với cả cái team băng này, lôi này và hỏa. Băng cộng lôi thì nó sẽ đánh lan ra 3 nhân vật đấy, chứ không phải một nhân vật. Còn băng cộng hỏa thì nó cũng ít đam, thế thôi. Thì Kea là một trong nhân vật mà các bạn lên chơi với cái lá là lá có thể hồi máu. Đây này, hồi 2 điểm máu cho mình khi mà dùng kỹ năng E, rất là ngon. Nhưng mà cái bộ này thì hiện tại tôi vẫn chưa tìm được cái đam tối ưu, ngoài cái việc mà Deluxe này, rồi là Bennett và Fissel, thì tôi vẫn chưa tìm được cái cách làm tối ưu cái lượng đam đấy. Thế nên tôi sẽ để sau các bạn. Các bạn nên ưu tiên những cái nhân vật như là Bennett này. Bennett là một trong nhân vật mà các bạn cần có ở trong team mình. Dù là như thế nào thì Bennett vẫn là một lựa chọn hay nhá. Đấy, sau đấy thì các bạn nên dùng những nhân vật giảm sát thương và hồi máu như là Kea này. Đấy là những nhân vật các bạn cần lưu ý. Ok chưa? Rồi bây giờ tôi cho các bạn xem lại bộ bài lần nữa, các bạn để chụp hình lại nhá. Lưu lại này. Đấy, từ cuối đến đây này. Rồi, bắt đầu là tới chỗ bài của team Mi nhá, đến đầu luôn. Đấy, các bạn chụp hình lại. Sau này các bạn sẽ đổi vũ khí và đổi thánh di vật đi nhá. Còn các lá sự kiện này thì các bạn nhớ mua hai cái lá này. Mua hai cái lá thánh đường này, tôi thì hết tiền rồi nên không mua được. Trong này là quan trọng nhất đó là cái khả năng hồi máu các bạn ạ. Nếu mà không có khả năng hồi máu, gặp những cái turn khó, các bạn rất khó để tạo ra một cái phản ứng và tồn tại trên sân lâu. Mỗi lá chỉ có 10 máu thôi. Đấy là lý do tại sao các bạn cần lưu ý cái điều đấy. Ok chưa? Tiếp nữa liên quan đến cái việc mà tại sao bây giờ cái level của chúng ta mới chỉ có gần cấp 2, gần cấp 3 thôi, nó chưa đến đây này. Gần lên cấp 3 thôi chứ chưa lên được cấp 3. Đây là tại sao? Bởi vì là mỗi tuần thì chúng ta sẽ có cái lượt khiêu chiến giới hạn. Và các bạn sẽ phải đợi tuần mới nó làm mới thì chúng ta mới có được cái lượt khách mới đến và chúng ta khiêu chiến để lên tiếp level. Đấy, tránh cái việc mà một ngày, hai ngày các bạn đã lên được đến cái mốc là lúc mốc level 3, level 10. Tránh cái trường hợp như thế. Đấy, các bạn lưu ý một tí nhá. Ngoài ra này, từ mốc 2 lên mốc 3 ấy, thì các bạn sẽ phải làm một cái nhiệm vụ. Đó là nhiệm vụ bài thủ cao cấp của Thất Thánh Triệu Hồi. Từ cấp 4 lên cấp 5 các bạn cũng sẽ có cái đấy. Và từ cấp 6 lên cấp 7, cấp 9 lên cấp 10. Cái này nó giống như kiểu là yêu cầu các bạn phải thực hiện cái nhiệm vụ đột phá level ấy, khi mà các bạn nâng hạng mạo hiểm ấy. Thì cái này cũng như vậy. Các bạn lưu ý một chút xíu nhá. Trên đây là chia sẻ của bầy tôi về cái bộ bài mà giúp cho các bạn vượt qua được gần như tất cả những cái bộ bài khác với cái sự xuất hiện của Bennett và Ganyu. Ganyu có khả năng giảm sát thương và cấp băng rất là tốt. Tiếp theo là Bennett có khả năng vừa búp đam vừa có thể là hồi máu nữa. Đây là hai nhân vật mà các bạn nên có trong bộ bài của mình. Các bạn có bất cứ một cái thắc mắc gì, một cái chia sẻ gì
về Thất Thánh Triệu Hồi thì có thể để ở dưới phần comment cho mọi người cùng biết. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và chúc tất cả các bạn sớm đạt được level 10 cũng như là giành được những cái lá bài mà mình yêu thích. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Bye bye and see you again.